Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mọi người ơi, hôm nay là một ngày thứ bảy cuối tuần. Chay hôm nay được nghỉ ông bà cô chú ơi. Hôm nay là gia đình sẽ dẫn Chay đi chơi. Gia đình mình đi chơi, đi ra ngoài ăn uống chứ còn không có nấu nướng gì ở nhà. Thứ nhất là Ngọc muốn đi ăn trước nè. Tại vì hiện tại bây giờ là gần 1 giờ trưa rồi, cả gia đình chưa ăn cái gì hết. Rồi xong rồi mình sẽ cùng nhau đi khám phá một cái nơi mà từ bữa giờ rất là muốn đi mà chưa có cơ hội. Cái nơi đó gọi là Flamingo Garden. Thì những cái con chim hạc mà màu hồng á, thì trong đó có những cái con vật này vật kia, rồi nói chung là cũng sẽ rất là thú vị để dẫn cho Chay đi, rồi cả nhà mình cùng đi tham quan một ngày giống như đi dã ngoại vậy đó. Thì mời mọi người cùng theo dõi cái video clip ngày hôm nay với gia đình nha. Đi chơi cuối tuần với gia đình thôi mọi người ơi. Hôm nay cũng là một cái ngày mà trải nghiệm, đây là lần đầu tiên cả gia đình sẽ đi chung một chiếc xe này. Cái đây là các bạn biết convertible thì cái ghế của nó không có nhiều, mọi người cũng rất là lo ngại về là cả gia đình đi sẽ không đủ, thì hôm nay thử trải nghiệm coi mình đi có đủ hay không. Ngọc với ba với Chay là ngồi đằng sau nè, ông bà cô chú nè. Ba người ngồi sao hả cha? Hey, hello ông bà cô chú đi con. Con có cái dán hả? Hôm nay là ngày thứ mấy mà Chay của mình không có đi học ta? Nay thứ mấy? Ba. Mẹ Ngọc ở đằng trước, chồng Ngọc anh lấy xe ngày hôm nay đây, bà ngoại đây. Hello. Dad, look at this on the mirror. So cute. Baby Yoda's in a cup. Mày sao baby Yoda sao ông bà cô chú coi nè, ba thắt bính nè. Quay tóc qua cho ông bà cô chú coi ba thắt bính này. Đó, ba thắt bính đó, rồi cái nó cài lên cái cài. Mà sao cái cài của mình cài nó sệ dữ vậy ta? Sao mà nó cài cho nó lên chút xíu? Vậy đó hả? Vậy đẹp hơn á. Mà sao nó sệ quá, mày thấy để lên cao chút vậy nè, đó, nó cao thiệt là cao vậy đó. À không được hả? Ok. Con cầm theo con gì á chị, để ông bà cho cô chú coi coi con cầm theo con gì nữa, con đai gì, con gì á, con gì đang dinosaur. Nằm trên người dinosaur nữa hả? Mẹ, mom, you're laying on my dinosaur. Is his name Suabella? Su, tên là Su, con dinosaur này tên là Su, tại vì cái cô mà cô tìm được cái bộ xương của con dinosaur này đó là cô tên là Su, nên là khi mà ấy xong mà người ta nem cái tên đó là Su luôn á. Cô hồi đó bữa mình đi Chicago mà dẫn con đi, con nhớ không, nguyên một cái bộ xương quá trời xương bự á, nhớ không? Mom, hôm nay là có chuẩn bị đồ chơi để tặng cho mấy bạn nhỏ luôn nha. Rồi con nói đi, nói tiếng Việt cho ông bà. No mom, those two that I gave you is gonna give to two people. À, nói tiếng Việt. Mẹ gặp làm sao? Mẹ gặp làm sao? Mẹ gặp đứa con nít rồi mẹ đưa. À, mẹ gặp đứa nít nào rồi mẹ đưa cho đứa nít đó phải không? Ok. Con là con nít hay người lớn? Con nít. Nít à. Bây giờ tới chỗ ăn rồi. Cả gia đình đi ăn thôi mọi người ơi. Khu này thì cách nhà Ngọc nửa tiếng đồng hồ lái xe. Vô bằng đây được không? Vô bằng đường đó được không hả? Nhà dữ luôn. How many? Four and a baby. Can we sit? Is it really loud outside? Giờ là ngồi mới kêu đồ ăn xong hết rồi đó. Bà cô chú ơi, có cái chỗ này á, có cái nhạc lớn quá. Nhạc quá trời lớn, mở nhạc lớn. Nhạc ở một từ ngoài đường ra cho tới ngoài hè phố. Đây nè, đây là ngoài hành lang ngồi ăn ngoài đây nè. Định ăn ngoài hành lang cho đỡ nhạc, ba người ngoài hành lang nhạc đi chang vậy. Kêu thử một cái ly trà trái cây này uống. Ngọc hỏi mẹ uống gì, mẹ không, mẹ uống nước lạnh không à? Uống nước lạnh luôn. Trong đây là có gì đó thơm nè, rồi thấy mấy cái lát gì ta, cam, nó cũng có thơm mùi trà lắm. Rồi để Ngọc uống thử nha. Được nè, trà nó không có bị đắng lắm. Trà thơm hả con? Trà thơm, trà. Uống thử mẹ. Cái đó là chắc gọi là trà trái cây. Ừ, trà trái cây nè, mẹ uống thử đi. Không có đắng lắm, cũng ngon á. Thơm thơm vậy đó. Nhưng mà cả nhà uống nước trà trái cây thử cho mình sao nha. Ơi, trời. Yeah, thank you very much.
Thank you. Aww, see that, JD? Thank you. Thank you. Cái chú này với lại cái bạn đó đang đi tới, cái chai đưa cho một cái sticker á. Cái xong rồi hai đứa ôm nhau, trời làm y chang như nó biết nhau từ đời nào vậy. Xong rồi á hả, cái anh này anh thấy dễ thương quá, cái anh đi chạy lại cho mua cho cái bánh lại đây. Mày chỉ nè, chị đi, come here, let me tell you. Con thấy không, con tặng cho bạn một cái sticker thôi mà bạn cảm thấy rất là yêu thích về cái đó. Cái mẹ không phải con đưa một hai cái, con đưa hai cái luôn, mẹ biết rồi, nhưng mà con thấy không, có qua thì mới có lại, thấy không. Rồi cái chú mua cho con nguyên một cái bánh cookie bự luôn, còn hơn cái tiền mà con mua cái sticker đó con cho bạn nữa, thấy không. Ngoại cỡ ngoại thấy qua đường à, mà ngoại thấy qua đường này mà coi nè, đó chú ghé tiệm mua cho con cái bánh nè, quá trời quá đất không. Nhưng mà không ngờ về luôn đây hả? Dạ dạ, ở đây thời tiết đảo quá nên phải về. Dạ, mình thấy vậy đó. Dạ, rồi em chúc chị đi chơi vui vẻ ha. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Dạ, em chào chị. Dạ. Wow, cô này cổ bên Washington, cổ qua, cổ đi chơi, cổ đi ngang qua cái cô gặp rồi. Mà cô chú coi cho em phở này nha, cho em phở giỏi lắm á. Đây là hai ly rượu nè, đi Quynh thì thích uống rượu này nè ba nè. Ba ly đi Quynh ly, con này là mấy cái rượu cocktail người ta làm trái cây rồi này kia vô vậy đó. Cứ thử coi sao. Rồi ok, hai cha con vô đi. Hai cha con vô cái đi. Cuối tuần vui vẻ. Missed the sink of a bunch of us trying. Không. Yes, pretty good. Không ba. Hả? Đó lần đầu tiên ba uống cocktail phải không? Lạ, mix siêu lạ lắm. Giống rượu nho của Việt Nam. Yeah. Ba ban cơm tắm hả? Ôi, cơm nóng kìa. Oh, wow, đồ ăn làm không ra lên ăn lẹ quá ha. Đồ ăn làm ra quá lẹ. Trời ơi, mày thấy con. Yeah, thank you. Đã không? Đúng rồi, nãy hai mẹ con mình ăn này là uống rồi đó. Con đâu biết ra bự nó chở nổi vậy đâu. Quá trời quá đất. Rồi, đó coi bún chả Hà Nội nè. Vừa có bún nè, có chả giò nè. Cái này chắc chả quá. Còn cái này là thịt nè mọi người nè. Rau quá trời rau luôn. Hả, muốn ăn nào? Coi nè, cái tô bún bò nè mà nó to bao nhiêu đây nè. Đó, trong bún bò cũng có chả nè, có thịt bò chín, cũng có huyết, thịt chín nhiều, có cũng có cục giò này ở nhà, quá lớn luôn. Này là cơm sườn của ba nè, cơm sườn trứng nè, mới mẹ mới làm cơm sườn ra đây ăn cơm sườn được. Rồi ok ba, rồi thôi ba mẹ ăn đi cho nóng. Rồi xin mời cả nhà nghe. Rồi mời mọi người. Rồi, cái miếng thịt này cắt bự dữ vậy mà, thịt cắt bằng chà bá luôn. Đúng rồi, hai mẹ con mình hồi nãy ăn cái này là con phải đem về rồi chứ ăn không hết rồi. Còn chồng của Ngọc thì anh ăn nhẹ nhàng, anh ăn baby you can share this with me. À, cánh gà chiên nước mắm mà có khoai tây chiên, à, miếng sườn bự ghê không. Đây là dĩa cơm bự, sườn bự, đồ ăn thì nhiều. Nói chung là bên này người ta thường bán vậy các bạn ơi. À, cái bún chả không mà hả, chắc cái này chắc ba người ăn luôn, ai mà ăn cái đó chắc chắc ba người luôn, bún quá trời bún luôn. Rồi con mẹ vô nè. Ở nhà mình đi đâu ăn chung uống chung này cho khỏe. Chứ kêu ly uống sao hả? Con mềm mềm. Gì con? Gì? Ăn hết ra đi. Này đem về ăn thêm được bữa ra ngoài ha. Quá trời. Thấy không? Ăn cái này cái nhớ cái quán mình Michigan. Mình bán quán mình Michigan làm cái món này cũng ngon lắm. Everything is good, thank you. Yeah. Nó quán mình Michigan.
cho nữa, cho bé nữa. Thấy người ta cho bánh cúc kỳ phái qua trên đâu rồi. Bún bò Huế thấy được không? Cũng được phải không? Tưởng con ăn lần rồi. À, anh Chay nó nói mẹ Ngọc á, là mẹ mẹ mà nó bà ngoại cái tô của bà ngoại sao bà ngoại có giống như có sô cô la trong đó giữ bà ngoại, mẹ ngoại cho con cục sô cô la ngoại. Thôi bà ngoại, cục nào con Chay nó nói sô cô la đâu ngoại? Sô cô la kiếm đàm. Bà ngoại mới ăn sô cô la hả con? Đâu chỉ rồi. Ủa mới à, đây. Đây, cục sô cô la đây. Cái đó là cục huyết á. Cái đó là cục huyết á, anh chút nữa mày về mày cho coi. Cái đó là huyết. Dĩ cơm luôn hả? Hết luôn á. Quá trời quá đất không? Hết dĩ cơm, hết cá, hết thịt luôn. À, chúc mừng ba hết dĩ cơm. Chị Huynh cũng ăn hết mấy cánh gà luôn hả? Mẹ cũng ăn hết, con mình con không ăn hết rồi, con nhiều quá rồi. Con là bó tay à. Rồi bây giờ gia đình mình đã tới cái Flamingo Gardens. Đây là bãi đậu xe nè mọi người. Đấy, bỏ này lên cho Chay để cho Chay thì ngồi lên để đi, nó đi mất mệt mất công mình bồng nữa. Ừ, thôi đi hơn bà cô chú ơi. Vô chắc đây chắc mua vé. Ông ngoại đi chơi chứ không quên nhiệm vụ nha ông bà cô chú ơi. Đang đứng coi đá banh nè ông bà cô chú nè. Đi chơi chứ không quên nhiệm vụ. Welcome to Flamingo Garden. À, cho nay giờ chơi tham quan cả gia đình cùng đi. Quay cho cả nhà coi như thế nào ha. Có gì trong này ha. Giờ mình đi đâu ta? À bữa nay trong đây có chỗ người ta dựng mấy cái bàn đó, người ta bán đồ này kia. Ly tách mấy cái đồ gì người ta làm á. Trời ơi, cái thăm Noel mà được làm bằng cái mấy cái cuộn vải à. Được làm mà nhìn nó đẹp ghê không? Làm thành mấy cái thăm Noel nè. Nó còn có em Chay thân thiện của ông bà cô chú thì cứ đi cho người ta cái sticker, kiếm đứa nít nào lại cho sticker. Cháy cháy coi mấy con công nó đi bộ vòng vòng này cháy nè. Ồ đẹp ghê chưa. Người ta thả mấy con câu chim công đi bộ nè. Con cũng không biết nữa đây ngoại ơi. Hello. Trời ơi một con đứng đây nữa nè ông bà cô chú nè. Rồi có con ở trên này nữa nè ông bà cô chú. Wow, nó bay đẹp vậy. Rồi, hai đưa đầu đây. Hai, đây là con flamingo nhỏ xíu nè. Mommy, come here. Rồi, đây là con flamingo bự nè. Rồi ngoại, đứng đây chụp cho con tấm hình đi ngoại. Rồi, đứng xuống nha. Ok, đã đi. Rồi. Here, have her do it with her. Mình vô đây mình mua vé thì người lớn là 22 đô nè. Nhỏ hơn nít từ 3 tuổi đến 11 tuổi thì 16 đô. Trong đây thì tất nhiên sẽ bán tất cả những thứ liên quan tới con hồng hạt này nè, cá sấu nè, cá heo nữa nè. I love Florida, cái này về để dán lên cái bảng của nhà mình. Fort Lauderdale, Sunshine. Này nè. Rồi bán áo mặc dễ thương nè. Áo mặc dễ thương nè. Cái con flamingo nhỏ nè. Dễ thương nè.
quá trời đồ chơi luôn, quá trời ốc, đồ lưu niệm hay là shop quà lưu niệm. Flamingos. Yeah. Rồi ra đâu ngoài. Rồi bây giờ mua vé xong rồi bây giờ mình sẽ đi ra khu vườn. Wow. Có mấy cây lan nữa kìa ngoại kìa. Rồi mấy cái cây này là để bán nè ngoại nè. Ai muốn mua người ta bán. Wow. Cái gì con? Rồi đằng đây là có thêm mấy cái chậu lan đằng đây nữa nè. Chậu lan màu tím. Quá đẹp. À, cho sticker đó, cho bạn sticker nữa đó. Đang làm traffic nha chay đi. Ở đây người ta có làm một cái dòng sông nè, xịt nước ra bắn chéo nè. À, có đàm treo thêm mấy cái đèn Noel nữa. Mát hả mẹ ha? Chỗ này với lại chỗ bữa là mát giống nhau nè. Treo lan cây cao đẹp hết. Oh wow, ở trong đó có thêm một cái gốc cây quá cao quá bự nè. Thank you. Rạch quá, nó làm y như là nó cái gì á, ai gặp ai cũng tặng trách nhiệm á. Coi đằng xa kia có cây sung kìa mẹ kìa, quá trời trái cây sung luôn kìa. Đi chừng nào mình mới thể gặp được mấy con flamingo ta. Ồ, ở đằng đó có cây chay kìa, đằng đó có mấy con chim két bự thiệt bự kìa. Con nó mới đầu con tưởng đi cái vườn này nó cũng là cũng nắng lắm, mà ngờ đi vườn này cũng ok. Coi chị chim két nè. Hi. Ôi trời. Hi. Hello friend. Wow, ở đây các bạn thấy có nguyên một cái gốc cây sung. Ây da, rất là lớn luôn đây nè. Đây nè. Ủa, có cái trái sung này mọi người nè. Ha, một nguyên một bụi luôn. Ở đây có thằng lằn nè. Ở đây có thằng lằn nè. Lizard. Rồi đi kiếm từng đứa nít để cho sticker luôn á. Quá trời quá đất luôn. Ai cũng khen á trời. Thank you my friend kìa, thấy không? Còn nhiều không? Phát hết đi chơi đi, để đi tham quan cho khỏe chay nha. Đang đi cái là đi dừng lại để cho phát rồi chạy nữa nè. Cho quá trời luôn, giờ ôm nhau. Thank you. Thank you. You're welcome. She's a sweet girl. Very sweet. À, khen chay là một cô gái rất là ngọt ngào. Nó ngọt, y như là cái bánh donut vậy thôi. Hoặc là một thanh sô-cô-la. À, trong đây nữa nè. Trong đây có cái gì trong này mà người ta cũng dựng chuồng, làm chuồng nữa trơn. Chim đen đầu trắng. Chim đen đầu trắng đó. Ở đây là chuẩn bị. Rất lâu lâu ở đây có một cái chương trình show, khán giả ngồi đây nè. Nên là người ta dựng một cái 3 giờ rưỡi á, là ở đây người ta có chơi mấy cái trò chơi con này con kia đồ ra đó bạn. Là đúng 3 giờ rưỡi là khán giả ngồi đây. Có người đứng đây diễn. Có 2 TV vậy. Có quạt đồ này kia nữa không? Thiết kế quạt ngồi mát rồi. Ba ngồi đó coi đó banh có lý. My shoes. Mẹ ơi, dừng lại để cho con thay đổi giày cái. I need to change my shoes. Cây ngọc đi á các bạn. Ngọc đem một cái đôi giày xe cua. Biết là mình đi cái này á, là nó sẽ là đau chân đau đồ, nên là mình phải đem giày theo xe cua nè, thấy không? Mang vô cho nó đừng có bị đau chân. It smells like crap here. Ooh, yeah. Because there's a big bird that probably does that. Đó, mang theo đôi giày đi cho khỏe. Rồi, giờ là quá khỏe rồi đó. Giờ đi tới đâu luôn á. There's some big hawks in here. Rồi, ok. Đó, vậy là khỏe rồi. Biết là hả, lâu lâu mang mấy đôi giày ấy là nó đau, nên là mình phải chuẩn bị sẵn. Bên kia con gì bự ra. Đẹp quá ha. Cái này vô trong đây không cần đỡ nón luôn ngoài. Thật sự luôn á, vô đây là không cần đỡ nón luôn. Cái này là vườn chim không? Không có. Chưa, từ từ ngoại. Dạ. Cái vườn này nó rộng lắm. Nó rộng hơn cái vườn hồi bữa mình đi nhiều. Ông ngoại đi chậm là tại vì vừa đi là vừa coi, ông ngoại là không có coi con gì mày hết trơn nha, chỉ có coi trái móng thôi. À, bà cô chú con công nó ngồi trên đó kìa. Sao sướng quá ha, anh công được đi vòng mà mấy con kia bị nhốt lại ha. Nhìn đâu con ơi. Ở đâu con? Ở bên đó có chạy cái con đó giống trong phim ghê chạy. Vultures. Yeah. Mấy con này, cái con này nhìn giống trong phim nè, biết xem phim gì không? Con đó nhìn giống như trong phim Sinbad vậy đó.
cái phim Sinbad á, cái có cái cô gái mà cái con chim nó đậu trên cái tay cổ khi mà mỗi lần cô kêu nó tới á, con chim này nhìn giống y chang con chim trong trong phim Sinbad luôn á. Đúng mà. Ờ, cái phim đó ngày xưa là cái thời mình là có phim đó thôi chứ còn phim nào nữa đâu. Mà dưới quê lúc đó con còn dưới quê luôn á. Con còn dưới quê cái nhà mình dưới Bến Tre luôn á. Trời ơi, cái phim đó là lúc đó chắc lúc đó là mình, lúc đó là con bao nhiêu tuổi ta? 8-9 tuổi. À chưa, chưa, 8-9 tuổi là mẹ lên Sài Gòn rồi. Thì mình còn ở nhà Bến Tre kế nhà dì Năm á. Lâu lắm. Cái tuổi con trai là bắt đầu có ký ức rồi ngoại. Nên là bây giờ nó coi nó ấy là nó biết trơn. Ok. Con này thì nó cũng giống như con ở trong phim Sinbad hồi nãy mà cái đầu tóc của nó hả dài hơn. Đó. Cái đầu trắng 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 cũng bự hơn, nhìn mặt cũng dữ hơn. Ôi, nó gần con người chứ nó quen rồi đó. Dạng. Nhanh là nó dạng. Con đẹp quá ha. Dạ. Chạy vô đây nó cũng không có bận tâm gì mấy thứ kia. Chỉ bận tâm là kiếm mấy đứa con nít cho phát hết cái đó. Chạy đây nè. Để mày cầm con này cho, để mày cầm con này cho. Nó con chưa khi con gặp người ta con nói hello trước đã. Nó tặng cho người ta sticker, con phải nói cái gì chứ tự nhiên con lại cái con im re cái con đưa cho người ta ai biết gì vô gì. Đúng không? Phải nói nè. Say here for you. And here for you. Đó rồi, đi với ba mẹ kìa. Đó. Không nhận đem đôi dép này theo đi thoải mái thì chứ. Mang cái đôi kia chút về chắc phòng chân ở ngoài. Mà cái này đi hơi khó hơn cái kia kìa nha. Cái kia có đi có đường vòng mà, còn cái này đi là tá lả từ lưa không biết đi chỗ nào chỗ nào á. Rồi cuối cùng ra lại cái hàng cây này nữa. Lan rồi người ta cũng treo lên quá đẹp ha. Cái lá nè. Nãy giờ cho gần hết chưa? Cũng còn cả đó hả? Đây là một cái giống như trang như là cái ngã năm vậy đó. Đủ đường hết trơn, quá trời cây bao quanh hết trơn. Nó ngồi trong đây là nguyên một khu toàn là chim công không nè. À, đang tụ tập đứng đây chơi đó. Chim công được đi vòng vòng sướng vậy sao? Công nuôi khỏe chứ ha. Dạ, nuôi khỏe chứ, vòng vòng. Đằng kia có mấy con cò trắng đi đằng kia nữa kìa. Đây nè, vườn flamingo nè, lấy đây coi vườn flamingo. Vườn flamingo này con. Có cái gì nữa? Ừ, cái này là cái tour những ai mà không muốn đi bộ vòng vòng á thì leo lên xe có người đọc vòng vòng đi cho khỏe đó. Nguyên cái chiếc xe bus nè mọi người nè. Hello. Chào trai. Ồ, wow, có con vịt luôn nè. À, mấy bà vịt sim nè, đang đứng tắm đồ này kia nè. Hai vịt sim. Hello. Hello chicken. Remember baby. Đây nè, coi nè. Bà con chú coi đứng nè. Rồi mấy con chim hạc kìa mẹ kìa. Đẹp ghê không? Mấy con chim hạc màu hồng á kìa con. That is called flamingos. Đừng có đụng tay lên mấy cái này nha, coi chừng nha, tụi nó ỉa gì nhiều lắm ở trên này nè. Đó, coi chừng. Mấy con màu hồng đẹp gái ha. Cao ráo, chân dài, đó. À, chân dài, cao ráo, tướng tá đồ, ngon lành. Đúng rồi. Đó. Nhưng mà chỉ có một cái khu vườn này thôi vậy đó. Mà hả, người ta tạo nên nguyên một cái... À, con thích màu hồng á hả? Con thấy cổ nó cao ghê không? Mẹ cầm con. Mẹ bồng con hả? Bồng lên cho con coi cho nó gần ha. Ừ, đây mẹ bồng. Đó, thấy chưa? Thấy mấy con cò không? Con màu trắng này là con cò. Ừ, à, con thấy đó, thích con đó đó hả? Ôi, ừ, con vịt sim kìa. Vịt sim. Một con vịt xẻ ra hai cái cánh phải không? Hả? Nó tắm. Mom, look at that big one. Nó tắm nó uống nước rồi nè chị. Trời, có kìa. Wow, look at that. That's wow. Nó bay xuống đây nè. Is that seagull? Cái con nó tên tiếng Anh là gì mẹ cũng không biết nhưng mà tiếng Việt á mày gọi nó là con cò. Mấy cái
con này nó có quyền đi chơi nè. Nó quyền đi chơi luôn, nó là chim mà ngoại. Nó đi chơi, nó về đó. Nó có quyền đi. Chừng nào nó thích khát nước mà nó thích ăn uống rồi này kia nhảy đây. Nên là đâu có sợ mất đâu. Ồ, con mới chỉ tắm kìa. Cái này mà đi mà không có nhờ cái tờ này là mình không biết đường đi chỗ nào luôn. Nó có vẽ cái hình ảnh rồi mình nhìn vô mình biết mình đi nè. Bây giờ ngay chỗ này là tới cái hồ của cá sấu nè, đây là đầm lì cá sấu nè. Ồ, wow, nhìn con cá sấu kìa. Hả? Cái gì? Thấy thì chạy xuống, muốn thấy chạy xuống. Đây, đây là cái chỗ. Trời ơi, con mấy con vịt này chạy đi. Chạy đi, come here. Nhìn mấy con vịt nè. Vịt nè. Ồ, xin đồ ăn á, chắc xin đồ ăn á. Ồ, xin đồ ăn. Careful, careful, he's gonna bite you. Look at the turtle. Ồ, nó có đầm lầy đó. Look at the big turtle. He don't want it, JD. Ờ, đây con cò nữa, trong này nhiều cò quá. Con turtle ngay chỗ đó con. Đó, nó nằm ngay chỗ đó đó, ngay chỗ cái rác đó đó. Nó nhìn giống như rác nhưng mà nó không phải rác, cái lưng buông con. Nó tưởng con có đồ ăn á. Đi. Đây nè, cá sấu đây nè, lại coi cá sấu nè. Đây có cái cầu đi ngang qua nè. Coi cá sấu. Ồ, cá sấu nằm kìa. Ồ, wow, look at that. Yeah. À, nó nằm y chang nó bất tỉnh này đó. Không ai biết nằm đâu đó, trên cá sấu cũng nhỏ chứ không có lớn. Nó nằm ngay chỗ đó đó mẹ. Mình đi ngang mà mình không biết nó cái nó phập mình xong. Cái bụng hết rồi. Yeah. Hết hồn cái bụng nó. Hết hồn thiệt chứ. Quá trời quá đất luôn á. Mấy chị sấu. Chị sấu ơi, chị sấu. Đúng rồi, đứng đây dễ thấy dễ hơn là tự nhiên đi chạy tới trên kia. Thấy chưa chơi, thấy chị xấu chưa chơi? Bị nói chung là rớt vô đây một cái là coi như là xong đó. You wanna go in there, Katie? Coi như là xong. Look how big the tail is. Không có thở. Nằm không thở gì hết trơn. Nó giả vờ đó mẹ. Mấy con mà nằm nằm mà bất tỉnh bất động là mấy con nó ghê. Thôi, cái cây đó giống như cây sambuche của mình vậy. Oh, bobcat. Mẹ. Cây đó giống như cây sambuche của mình thôi, không, chắc không phải, phải không? Ờ, quá trời trái luôn kìa. Con này con mấy con cái gì đó. Lizard đó, con thằng lằn đó chơi, con có đuôi nó dài ghê em chơi. Wow. Nó gần mình quá ha. These things are. Con này con nó đi kìa. Snap your fingers off. You think so? Yeah. Nó đi đúng là đi chậm vô rùa chơi nên người ta nói chậm vô rùa là do vậy đó chơi. Tại vì nó đi chậm quá đó con. Trời nó đá banh luôn kìa chơi kìa, nó đá banh kìa. Con tông màu trắng. Ngoài, ngoài cái nó đá banh kìa ngoài. Đó thấy chưa, dễ chân đá banh. Ôi, dễ chân lên đá banh không. Nhưng mà cái trái banh này là trái bowling nha. Chứ không phải là trái banh ấy nha. Này, này như con trái cá hay sao con? Này là. À, con thấy không? Con trái cá đó. Nó cá nó bơi giỏi con chay luôn. Chay muốn bơi thi với đâu. Yeah. Trời ơi đây quá trời luôn này chay nè. Chay đi dưới nước kìa. Đó, đi đó nó bơi dưới nước kìa. Con cái cá này nó thích chơi dưới nước, nó thích nhào lộn quy nhân chay vậy đó. Coi nó nằm kìa. Ở đây có hàng ghế này nè, đó ai muốn nghỉ mệt thì có hàng ghế này ngồi nghỉ mệt, ngồi ngắm mấy con rái cá. Dạ, ra con này nè, rái chay. Đó, rái chay đó. Trời ơi, dậy nay dậy trễ mà còn đứng ngáp nữa là làm sao? Mom, because you didn't let me sleep for a long time. Trời ơi, có vụ đó nữa hả? Mẹ để con ngủ con tự dậy được, cái con mở mắt ra con thấy mẹ nằm kế bên con mở mắt ra con cười nữa, con nói gì vậy? No, but you didn't push me back to sleep. Trời ơi, lũ thừa sao mẹ không kêu con đi ngủ tiếp mà mẹ kêu mà ấy. Ủa con ngủ hay không đó là cái quyền cái lựa chọn của con. Tại sao đó lại là quyết định của mẹ được? Đúng không? Cái lựa chọn của con là con muốn thức hay là con muốn ngủ. Con mở mắt ra con thấy mẹ con nở nụ cười. Thấy không? Nhớ nè, nhớ sáng nay không? Mà từ hồi nhỏ tới giờ lúc nào mở mắt ra thấy mẹ cũng nở nụ cười hết trơn. Nụ cười thân thiện, nụ cười hạnh phúc là trời ơi, mình mở mặt ra có mẹ mình bên cạnh mình. He sleeping. Con gấu một cái là người ta che còn hơn là con cá sấu nữa chơi, thấy không chơi? Gấu đang nằm ngủ kìa. Người ta sợ nó leo mà người ta rào hai cái hàng rào luôn rồi mày thấy không mẹ? Đúng không?
Cái gì cơ? Mấy bông con hả? Con gì cũng con gì. Mỗi chân hả? Trời ơi, chị, lúc lúc con công màu trắng kìa. Đó, con công màu trắng đó. Hồi nãy con công nó màu xanh rồi bây giờ nó màu trắng nè, con thấy đẹp không? Lần đầu tiên mẹ thấy luôn á. Trời ơi, trên đầu nó có mấy cái ấy ấy đẹp đẹp của trên nó ha con ha. Cái đuôi của cổ trên đầu đẹp ghê chưa? Y như ai mà muốn gắn đề co cảnh trí đồ trên đó. Rồi bây giờ vô đây là ngồi coi show nè. Lên đây ngồi đây coi show. Jenny, look at the owl. Yeah, đem ra con đầu tiên rồi chị. Đem ra cho mình coi á, 3:30. Giờ ra tới con rắn màu đỏ. Cá sấu rồi. Chạy đi. Rồi xong rồi, cái show xong rồi đó. Mọi người muốn lại để đụng đuôi cá sấu rồi này kia đó là chạy lại đụng đó. Chay bữa đụng rồi. Xong rồi. So you're telling me this is filled with syrup and yeah, water? Just milk. À, hỏi bà ngoại không, hồi sao không coi cho vui hả? Bà ngoại ngồi đây nãy giờ bà ngoại nghe cái tiểu thuyết của bà ngoại. Cái nó chạy lại nó nói sao bà ngoại không coi sao cho vui, bà ngoại nó bà ngoại đâu có hiểu gì đâu coi. Rồi xong rồi đi về thôi. Rồi đi về ngoài. Xong rồi ngoài, về ngoài. Trời ơi, đừng đi, đừng đói, nè mèo nằm đó, kệ nó đi. Mẹ thấy rồi. Rồi. À, đi, đi. Đây mọi người ơi, thì cái video clip tới đây thì Ngọc xin kết thúc nha. Một ngày, bây giờ cũng 4 giờ rồi, về tới nhà cũng 4 mấy 5 giờ. À, chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Nếu mọi người thích video clip này thì cho Ngọc xin một cái like, một cái chia sẻ ha. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Bye.